Với bệnh nhân mắc COVID-19 thì các triệu chứng nặng sẽ xuất hiện vào ngày thứ 7 đến thứ 10 của bệnh. Các dấu hiệu nặng trên thì thường xuất hiện ngay sau thời điểm bệnh nhân ho tăng liên tục, thời điểm mà virus phát tán mạnh nhất và nồng độ virus cũng cao nhất. Và để tự phát hiện các triệu chứng nặng tại nhà, mời quý vị cùng theo dõi video sau đây. Đây cũng là video nằm trong chuỗi video hướng dẫn cách ly, điều trị F0 và F1 nguy cơ cao do Bộ Y tế và mạng lưới thầy thuốc đồng hành phối hợp sản xuất và phát hành. COVID-19 tác động đến mỗi người theo những cách khác nhau. Hầu hết những người nhiễm virus sẽ có triệu chứng từ nhẹ đến trung bình và có thể hồi phục mà không cần nhập viện. Thông thường, các triệu chứng sẽ xuất hiện từ 5 đến 6 ngày khi người bệnh nhiễm virus. Tuy nhiên, thời gian này cũng có thể kéo dài tới 14 ngày. Bệnh nhân mắc COVID-19 chủng Delta có dấu hiệu không điển hình, các triệu chứng không rầm rộ nên khó phát hiện, cũng như nhiều bệnh nhân không xuất hiện triệu chứng. Vậy, để biết thời điểm nào là bệnh khởi phát? Một là khi xuất hiện các triệu chứng thường gặp như sốt, ho, đau họng, mệt mỏi, đau nhức cơ thể, khó thở nhẹ hoặc đau đầu. Hai là xuất hiện các triệu chứng ít gặp hơn như tiêu chảy, viêm kết mạc mắt, mất mùi, mất vị giác. Với những người không triệu chứng, có thể lấy ngày xét nghiệm COVID cho kết quả dương tính là ngày đầu tiên của bệnh. Sau đây, tôi xin hướng dẫn cách phát hiện các triệu chứng nặng khi theo dõi tại nhà cho các bệnh nhân F0. Thông thường, các triệu chứng nặng sẽ xuất hiện vào ngày thứ 7, thứ 10 của bệnh. Trên thực tế, thường xuất hiện ngay sau thời điểm bệnh nhân ho tăng liên tục, thời điểm virus phát tán mạnh nhất và có nồng độ virus cao nhất. Đây là thời điểm cần theo dõi sát đối với bệnh nhân F0 điều trị tại nhà. Đó là các triệu chứng thường gặp tăng nặng lên liên tục, không đỡ, sốt trên 39 độ C liên tục mà uống thuốc hạ sốt cũng không có tác dụng. Mệt mỏi không thực hiện được các sinh hoạt thông thường, khó thở khi thay quần áo hoặc không thể ra khỏi giường, hay khi SpO2 dưới 95% khi chúng ta đo đúng và chính xác. Quan trọng nhất là phát hiện tình trạng thiếu oxy thầm lặng ở bệnh nhân F0. Bệnh nhân có tình trạng suy hô hấp tuy nhiên không tương xứng với biểu hiện bên ngoài. Bệnh nhân không thở nhanh, mạch không tăng nhiều, vẫn nói các câu ngắn, tuy nhiên SpO2 rất thấp và có vài trường hợp xuất hiện các vân tím. Chính vì vậy, các bệnh nhân có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng, không chủ quan mà cần tăng cường kiểm tra, phát hiện tình trạng thiếu oxy thầm lặng này. Lý tưởng nhất là đo chỉ số SpO2 bằng thiết bị kẹp đầu ngón tay khi nghỉ ngơi và khi vận động. Nếu không có thiết bị SpO2 thì chúng ta làm thế nào? Người bệnh có thể tự đánh giá qua các hoạt động thường ngày theo bản phân độ khó thở MRC như sau. Độ 0, khó thở khi gắng sức, các hoạt động gắng sức như khi đi vệ sinh, khi leo cầu thang bộ. Độ 1, khó thở khi đi vội trên đường bằng hay khi đi lên dốc nhẹ. Độ 2, khó thở khi đi bộ trên đường bằng 6 phút. Độ 3, khó thở khi đi bộ trên đường bằng 3 phút. Độ 4, khó thở nhiều đến nỗi không thể ra khỏi phòng hoặc khó thở cả ngay khi thay quần áo. Điều này nhằm sàng lọc và phân loại bệnh nhân nặng, trung bình, nhẹ và theo dõi phát hiện các diễn biến nặng của bệnh. Vậy, khi phát hiện các triệu chứng thường gặp tăng nặng lên, liên tục hoặc không đỡ, hay khi sốt trên 39 độ C liên tục, uống thuốc hạ sốt không đỡ, không có tác dụng, hoặc khó thở từ độ 3 trở lên, hoặc khi SpO2 dưới 95%, bạn cần phải làm gì? Bạn cần liên hệ ngay với nhân viên y tế phụ trách sức khỏe của bạn. Hy vọng những chia sẻ của tôi, của mạng lưới sẽ giúp cho bệnh nhân F0 yên tâm theo dõi và điều trị tại nhà. Xin chào, cảm ơn sự theo dõi của các bạn.